Đây là cái khu cáp treo mới ở đây. Hôm nay mà đi cáp treo cũ và đi xe điện vào trong. Đây xe điện. Lần trước mình đi lúc chưa có tuyến cắp mới, mấy năm trước rồi, thì đi xe điện vào phía trong kia là cái tuyến cắp cũ, hoàn giấy cái đường vào. Còn đây là tuyến cắp mới. Cắp mới thì ngay gần cổng vào, đi bộ vào thôi. Chắc lên chùa bà đây là cáp lên Sổ Bà, một tuyến cáp lên đỉnh nha các bạn. Mình lên Sổ Bà xong là mình sẽ đi bộ lên đỉnh. Mặt nhau gác, mặt bó, mặt bó. 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 Mặt bó
đi lên sướng lắm, sướng đi bộ xuống. Đây đây quả, mời từ mãi rồi. Đâu rồi? Cắp xuống gì nãy đi mua đại vậy? Cắp xuống lại thêm nhiêu mẹ? Có 50 ngàn à? Trên 50. 150. Này 101 rồi. Thứ hồi 150 á. Này 101 rồi. Bây giờ nãy đi xuống nhiêu rồi? Cái ngày ăn gác bên cạnh muốn xuống cắp tới luôn. Có chỗ mua vé xuống cắp được. Mà nó mắc cắp xuống luôn. Không có mắc. Nó cũng bốn thêm 1 ngàn à. 60 hơn nhiêu. Mắc thêm 20. Trời ơi. Ui. Có gì là thích. Ui có chỗ. Em chỗ. Cắp này tụi bay đi đâu có cao bằng cắp. Cứ chăm cho lão mẹ. Cứ chăm cho lão. Mới xuống mới xuống. Cao lắm. Cứ chăm cho lão. Ừ mình đang bay. Đúng đúng. Để đi lên. Mấy người ngồi đây kiếm chuột chuột mấy cái này nè. Cái đó mắng chuột. Dạ cái đó kiếm chuột mắng cái sắc sắc cái đó. Nó mới lại mà nó chuẩn bị nó chuột mấy cái dốc rồi vậy mà vậy chứ chuột được đâu đúng không? Đúng, đúng không phải. Nó lại mấy cái hàng rào. Ê nó qua cái khúc đó ghê quá. Không phải. Tự nhiên cái tay sao? Tụi con nói gì vậy? Cái đó nó bỏ rồi đó tụi con nói gì mới là. Dạ. Cái đó là cái cũ lúc cũ rồi đi cái đó. Bây giờ từ hồi có cám nó bỏ cái đó rồi. Đi cái đó mới sướng mới vui. Mày lọt cái máu của mày rồi coi lọt máu em đi hả? Con với chú là đi từ hồi nào đến giờ từ hồi thời xưa. Tới rồi đó hả mẹ cái đó là tới rồi. Trời ơi đừng thịt chứ. Bò nó không biết sợ. Lúa ba bên đây nè. Nó cũng có chạy nó kìa. Ủa vậy cái nhà trên đó là gì ta? Nào cũng núi luôn quá mà mày lên. Cái đó mày đi máy bay lên đỉnh nó đỡ. Ủa vậy hả mẹ? Để chúng có cáp, cáp lên đó mà. Đó. Hồi nãy nó có hồi nãy nó có cáp là đi núi với đi đi đỉnh, 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 đỉnh. Hồi này là mình lên nó tới đỉnh luôn. Nè, hình cái này là 300. Đi lên đi xuống 300. Không có thằng nào ở, có 200 ngàn. Ủa nhưng mà mình đi cứ hồi lên đỉnh mà mình cứ lên chùa rồi luôn mà. Không, để nói cho mày cứ mày lên đỉnh thì mày lên đỉnh. Ôi, bố à. Đó. 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 Trời ơi, con cái nấu. Đi đâu vậy không biết thưởng đâu. Đi đâu vậy hả con? Chạy con tin. Chạy xuống nó yếu. Cắp tay. À cắp tay trời ơi. Trời ơi. Ghê quá. Má tỷ này đúng má tỷ này á. Thằng con em nó bắn lậu xuống đây mới trốn. Con có thử rồi. Đẹp quá à. Không dữ. Đi cái này tưởng tượng như đang đi máy bay vậy. Thì mình đi máy bay chứ. Cái vô hồi nãy tụi quay không lên là tụi quay hứa hẳn. Thì vô mát. Mát là vô. Người ta đang giới thiệu về nước Bà Đen. Nước Bà Đen rồi lên đây ai xuống cũng đen. Cái mặt này nha. Bạn thấy gốc kia là hồ nước ngọt lớn nhất của miền Nam, miền Đông, đã cung cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh. Bên kia là cơn cấp cứu. Đồ cúng rồi, không mua đâu. Mình chẳng có. Hồi lúc là đi vô trong cái cát nhà cát cũ kìa. Cổng này có bẹo vô cho mới. Chứ không phải là trên đỉnh. Đi gì à? Đi gì à? Cái này mình đi lên đỉnh. Cái này mình đi cái chùa bà con. Còn mình đi lên đỉnh là khác. Mình mua vé lên đỉnh này. Cái này là người ta đang tính cái báo. Chùa chính. Hoàng Nguyên nó đang tính. Đúng rồi, nó đang tính. Chị cứ người nhân viên để xuống chị đứng bệnh nha xuống đây đằng cái ca ăn đầu rồi đứng té đi xuống rồi là tắt rồi hết rồi quay hoài quay tới luôn mày quay tới xuống rồi người đi bộ lên luôn kìa có mà người đi bộ trời không có ai đi đầy luôn rồi chứ không có ai ăn tới bộ lên đó người ta cậu nó quay kìa chưa lắm quá. Nói chung là các cái khu mà mình đi có sân vua thì đầu tư rất là bài bản.
khu này của Sun World cũng mới xây, đây vẫn còn nhiều công trình đang dang dở xây. Thank you.